Xin lỗi quý Phật tử, quan hỷ cho chúng tôi biết rằng chúng ta đã có phần lễ Phật bước đầu của Thiền Tọa Minh Hạnh chưa vậy? Tại vì chúng tôi mới vừa vào nên không biết rõ là chương trình đã bắt đầu chưa. Dạ vâng, tại vì cũng thấy mới có 8 giờ thôi. Dạ không có sao. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Sư, đại lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta lại có một ngày ở trong tuần lễ đón mừng kỷ niệm sự xuất hiện của một đấng đại giác. Không riêng Đức Thế Tôn trong hiện tại mà chư Phật trong quá khứ và vị lai, các ngài đều có một hành từ một đời sống đầy đủ phước báo hữu lộc của một vị đại Bồ Tát trong kiếp chót. Từ đó các ngài lại làm một cuộc ra đi mà theo ngài Narada gọi là một cuộc khước từ vĩ đại. Cuộc khước từ vĩ đại đó là một sự buông bỏ cung vàng địa ngọc, đế nghiệp thiên nhiên. Ngài có một lựa chọn rất khác, một định hướng không giống như bất cứ ai, và một định hướng đến mà ngay khi mà ngài rời khỏi hoàng cung, ngài vẫn chưa rõ là cái gì mà ngài sẽ theo đuổi. Chỉ một cái ý thức đơn giản là ngài nhận ra sự lẫn quẩn sanh già đau chết chi, mà những gì vua cha, những gì mà cuộc đời dành cho ngài thì nó cũng dẫn đến một cái thực trạng bị sanh già đau chết chi phối không hơn không kém. Và thứ gì, rất nhiều những tác giả sử gia thi sĩ, ở trong đó có tác giả Edwin Arnold, người đã viết ra quyển The Light of Asia, ánh sáng của Á Châu, vườn sáng Á Châu. Thế sĩ Edwin Arnold đã nói rằng sự ra đi, buông xả, lìa xa thế tục quả thật là một hành trình mà tất cả nhân loại phải chiêm nghiệm. Bởi vì hầu hết chúng ta thế giới loài người, dù đông cũng như tây, kim cũng như cổ, đều nhắm hết xây dựng một sự nghiệp. Sự nghiệp nó dựa trên sở trường, dựa trên hoàn cảnh, dựa trên những gì mà chúng ta nghĩ rằng được ca ngợi là tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời này. Thế nhưng đối với một bậc đại sĩ, một đấng đại Bồ Tát ở trong kiếp chót, thì con đường thoát cửu tục của ngài là một cái thông rất quan trọng, là cuộc sống này không phải chỉ có một vùng lẫn quẩn từ cái sanh già đau chết chi phối và đi tìm cái bị sanh già đau chết chi phối, mà ngài tin rằng ở trong cái thực trạng khổ đau của kiếp nhân sinh luôn luôn có một lối thoát. Nếu có đau khổ thì có cái thoát khổ, nếu có cái lẫn quẩn thì phải có cái vượt thoát, nếu có cái ràng buộc thì phải có sự giải thoát. Đó là niềm tin của ngài khi ngài lên đường. Mặc dù chưa, lúc đó ngài chưa có một khái niệm rõ sự giải thoát đó là gì, sự chấm dứt ràng buộc đó là gì, niết bàn là gì, nhưng mà ngài nhận thấy rõ cái hệ lụy của sanh tử, và đối với ngài không nghi ngờ về điểm gì hết cả. Do vậy, hôm nay thì chúng ta được biết rằng Hòa Thượng Tuệ Sư, ngài sẽ có đạo từ và cũng như ngài sẽ ban pháp ngữ về con đường thoát tục của bậc đại sĩ. Thưa quý vị, sau đó là pháp đàm của chư Tăng, là một ngày rất là hoan hỷ. Bây giờ thì chúng ta hãy tiếp theo đem tâm tư của mình hòa vào trong bản nhạc lễ, một cái
bản nhạc lễ để xưng tán ân đức của Tam Bảo Nhân Mùa Khánh Đản. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Hòa Thượng Thời Siêu bằng đầu tiên. Xin thỉnh Đại Đức Thầy Trí Khoa Kỷ mở cho phần nhạc lễ. Kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và Thần Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức, Trục Rừng, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Trong ngày khánh đản, trong cái mùa khánh đản Vê Sắc, chúng ta lắng nghe
để biết, để hiểu được cuộc đời của Đức Phật. Một vị nhân xuất hiện ở đời đem lại ánh sáng chân lý cho nhân thiên, đem lại hạnh phúc an lạc cho trời và người. Qua đó chúng ta tuần tự, chúng ta hiểu về Đức Phật, hiểu một cách nghiêm túc. Có bốn loại niềm tin được gọi là chánh tín, tức là tin nhân, tin quả, tin nghiệp riêng của mỗi chúng sinh, và tin vào cái sự giác ngộ của Đức Như Lai. Chính nhờ niềm tin đó làm kim chỉ nam để giúp cho chúng ta đi trọn vẹn trên con đường tu tập, con đường mà Đức Phật Ngài đã vạch ra. Tuy nhiên, có một số người đa phần, chứ không phải một số mà đa phần, người ta tin Đức Phật bằng cái niềm tin, bằng cái sự tín ngưỡng dân gian. Họ không cần biết Đức Phật là ai, Ngài có những hành trạng như thế nào, và Ngài đã dạy những gì. Người ta không biết, người ta chỉ mơ hồ nghĩ rằng Đức Phật là đấng linh thiêng. Có nhiều thần lực, Ngài có thể tiếp độ, Ngài có thể cứu rỗi cho những ai nguyện cầu và xưng tán hồng danh của Ngài. Họ chỉ hiểu đến chừng đó thôi. Người Phật tử chúng ta thì không như vậy. Chúng ta phải hiểu biết tường tận về Đức Phật. Và nhờ cái niềm tin chân chính đó, niềm tin có trí tuệ đó, sẽ giúp cho chúng ta vững vàng để bước đi trên con đường mà Đức Phật Ngài đã vạch ra. Đó là giáo pháp. Người mà học hỏi nghiên cứu về Phật Pháp nhưng mà họ không có niềm tin nơi Đức Phật, thì họ như những nhà học giả nghiên cứu một cái triết lý chỉ vậy thôi. Còn với người Phật tử tu tập thì chúng ta nên có niềm tin nơi Đức Phật như là một cái động lực để giúp cho chúng ta tiến tu vững vàng lời dạy của Đức Phật. Vì vậy, đối với người Phật tử, khi chúng ta đặt niềm tin ở Đức Phật, là chúng ta phải biết rõ về thân thế của Ngài. Chúng ta phải biết cái quá trình tu chứng của Ngài, và chúng ta phải biết rõ Ngài đã dạy những gì và Ngài để lại cho chúng ta những cái di sản nào. Chúng ta cần phải rõ biết được. Tin không cũng chưa đủ, chúng ta phải tha thiết, nhiệt tâm
tinh tấn, nỗ lực thực hành theo những lời dạy đó. Và trong cả hai phương diện, niềm tin và tinh tấn, thì chúng ta phải có trí tuệ. Trí tuệ đi với niềm tin và trí tuệ đi với sự tinh tấn. Như vậy thì chúng ta mới tu tập một cách xác thực và có hiệu quả được. Và trong cái lời đạo từ của buổi học hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị về cái niềm tin, sự tinh tấn và trí tuệ ở trong cái đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, tưởng nhớ đến Đức Phật trong cái mùa khánh ngã về sắc. Bây giờ thì xin cung thỉnh Hòa Thượng Chắc Đẳng trở lại để điều hợp chương trình. Nam mô Bổn Thầy. Sa tu kính trân Hòa Thượng Tuệ Sư. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin chúng ta hãy căn nghiệp tam nghiệp đồng hướng về Đức Thế Tôn trong tuần lễ đón mừng khánh đản về sắc này, và xin chúng ta đem tâm tư của mình hòa theo lời kinh tụng của chư Tôn Đức chùa Duy Giác Vĩnh Lộc trong khóa lễ của, trong nghi thức chánh lễ của khánh đản. Xin thay mặt đại chúng kính thỉnh chư tăng chùa Viện Giác Vĩnh Lộc bắt đầu cho khóa lễ ngày hôm nay. Dân kính lên lễ sư phụ Thầy Sư Nguyện Hòa Thượng Nhất Đẳng cùng chư Tôn Đức kính chào đại chúng. Xin bắt đầu nghi thức chánh lễ nhân ngày thứ ba trong tuần lễ khánh đản Vê Sắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng Từ Tôn, bọn chân biên trì đang cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lại quần sanh. Itipiso Phagawa Rahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Saddha Deva Manusanang Buddho Phagawati. Hồng danh Phật nhiệm màu ưng cung, chánh biên trì minh hạnh đủ đầy, đứng hẳn thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài lý chân, vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngữ độ sanh, thiện nhân sư đấng cha lành, Phật đã toàn giác Thế Tôn trong lời. Xóa khá tu Phật gà quà ta thấm mô sàn đi tí cô à ca lý cô hê hi ba sĩ cô hô pa na yi cô ba cha tăng rê đi ta bô quên nhu hi tí. Pháp vi diệu cha lành khéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tình. Vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoạt nhiên liễu tường. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hương thượng tâm thoát ngõ bóng trầm.
tri nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lãng pháp ân nhiệm màu. Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Sāmicchipatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Yadidaṃ cattāre purisayuga niyatta purisabhuggala esa Bhagavato Bhagavato Sāvaka Saṅkho. Huneyo ba huneyo da khi neyo yo yo amun nhạc theo ta ti bậc diệu hạnh thính văn thích tử bậc tử thiện gia bậc như ly hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả buôn đời tam chung đệ tử Phật ân cung tôn nghiêm cũng nên kinh lễ một niệm thanh chung vô thượng phước điện thế gian. Kệ Phật sư vui cùng câm thông dòng ngày tháng, tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên, bốn mùa nhạc trỗi tiếng thiên, ngày đêm hoang lãng vô phiền vô ưu, bình minh nọ chợt tâu vương phủ, ra hoàng hôn ngữ gia dạo chơi, vua cha dù chấp thuận lời lệnh, lệnh truyền già bệnh kịp thời tranh xa, chôn đồ thành trầm hoa bay vọng, khắp đê kinh lòng lòng nhãn trời, nam thanh nữ tú vui cười, nhà nhà phu túc người người lạc hoang, lòng thái tử rộn ràng sung sướng, cảnh thanh bình phi tưởng thiên cung, miệng cười xa gia thống dòng, muôn dân hạnh phúc dám mong thế này. Chợ cụ già rắn lại tông bạn, chân rung rung ngơ ngác bên đường, lưng còng hoa hợp tơ xương, thân hình tiêu tụy mà thương não lòng, bước vẫn dù cửa đông bỏ lại, qua cửa nam gặp phải bệnh nhân, phong cùi lỡ loét thương tâm, tịnh hôi ruồi nhẫn trên thân bám này, lòng ngao ngang cửa thầy xa gia, gặp tử thì xác đã thịt tan, bò giờ nhung nhung mũ vàng, a cầm căn xe âm vang thảm sầu, qua xuống cảm đời thân hoàng chiều lẽ điều linh, ngăn thai một kinh, sanh già đau trên khổ hình phải mang, bước hồi cùng miên mang suy nghĩ, đời thế ư khổ lụy mà thôi, bánh xe sanh tử quay hoài, bồ tâm vô định đổi người nào an, ra cửa bắt lòng đang chán nản, gặp xa môn thanh thản phớt trầm, đắm mì mang bát nghiêm trang, tự hòa nét mặt nhàn vân gót hài, sẽ dừng lại chấm tay tham vân, hỏi cảnh nguyên ăn bận khác thường, lý do độc bộ du phương, bánh cơm bố thi bên đường là sao? Thầy khấn sĩ trẻ chào khiêm tôn, nhìn vương tôn nhu thuận đáp rằng, xa lì ấy hạnh bằng tăng, cơm mười phương góp tính tâm mỗi nhà, lẽ sống chết bệnh già chi phôi, bận lòng chi muôn mối buộc ràng, đầy đường thoát tục tịnh an, tự thân giải thoát thế gian nương nhờ, như hết bệnh mắt mờ đường sang, lẽ suốt thông tri mạng như gương, bay lâu ngủ giấc mộng trường,
Ai bình minh hiện con đường thênh thang, hầm chính tuổi cung vàng bỏ lại, địa thề nhi luyên ấy bên lòng, đêm cùng xa nặng rủi dòng, vo cầu kiền trăng bóng sông vượt ngàn, A Nô Ma Trường Giang dừng bước, cởi cẩm bào khoác chiếc y vàng, gương thiên đoạn xã tóc xanh, nhờ người tinh bọc tấu trình phụ vương, giữa rừng già tuyết sương mưa nắng, ăn trái chùa cũ đắng qua ngày, bạn cùng trăng gió cỏ cây, cõi tùng vân đã chọn thay cung vàng, quyết tâm ra con đường chân lý, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều, nếu vào giác ngộ cao siêu, vẫn còn mù mịt lắm điều nghi nan, rừng khổ hạnh sao nằm gian khổ, sông nghiệm ly nhịn thở nhịn ăn, hình hai tiểu tủy khô cằn, một hôm ngã quỷ lúng đang kinh hành, vừa tỉnh lại gặp nàng tinh nữ, xu cha ta cơm sữa cúng dường, lắng nghe sinh lực hồi lần, nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao, đàn đê tinh cao xanh lai tỉnh, xe mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân, chợt đâu một phím tơ trùng, chợt đâu cao quân đứng tung giữa trời, thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia, cần dây sẽ đứng lìa, qua dùng vô dụng chẳng vừa ẩm dài, hai cực đoan kéo dài lầm lãng, cũng chỉ là bất cập rộng không, đâm sai lợi dưỡng giấc nồng, cực hình khổ hạnh nghịch đồng. Đến đây đèn mở chợt sang, nhìn trời cao thanh thản là, từ nay trung đạo là đường, phục hồi thể lực tỏ tường ly chân. Sapi sata hawira hontu sukhita hontu nituka hontu abhyabhaja hontu anika hontu dika yuka hontu aroga hontu sambati hisami chantu sukhi atanang bhavihantu dukha pata chanituka paya pata chanit paya soka pata yani soka hontu sape vibhanino. Nguyện cầu tam hương mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dương từ oan trai nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hại nhau chỉ chuộc lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tổ phước sâu đứng dậy, nguyện cho an lạc từ nay, dừng trừ thông khổ đắng cay oán hận, dừng trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly, nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang do hanumodantu chirang rakhantu sanang akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang do hanumodantu chirang rakhantu rathake akasattha chapumattha devanaga mahitika bunyang no hanumodantu chirang rakhantu yatayo akasattha
cha phum ma tha đi qua na ga ma hi ti ca mu nhân no a nu mô đan tu chi răng rạp khán thu ba ni no a ca sa tha cha phum ma tha đi qua na ga ma hi ti ca mu nhân no a nu mô đan tu chi răng rạp khán thu no sa đa nguyện phước bao đã làm hồi hướng khắp chư thiên bậc thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàn ngự không giới thiền giới tinh đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp mãi sẵn thiền quân độ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiểu bệnh dưng khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhất tâm cầu giác ngộ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, nghi thức chánh lễ chúng con vừa tụng đọc xong, kính thỉnh nhà hòa thượng Giác Đạo tiếp tục trở lại với điều hòa chương trình ngày hôm nay. Xin kính thỉnh ngài. Sa thú kính trân chư tăng chùa xử lý vĩnh chùa Viễn Giác Vĩnh Long, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo là phần quan trọng nhất ở trong chương trình sinh hoạt của tuần lễ đặc biệt này, đó là chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm những ý nghĩa liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Và trong ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt đề cập đến sự thoát ly thế tục của một bậc đại sĩ. Vì điều này thì chúng ta rất là hoan hỷ có được Hòa Thượng Thế Sư ngài nhận lời để bằng pháp ngữ thay mặt đại chúng xin kính thỉnh Hòa Thượng Thế Sư để có pháp ngữ về con đường thoát tục của bậc đại sĩ. Kính cung thỉnh thượng. Anh đừng buồn cái thầy nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nói đến sự thoát tục của bậc đại sĩ chúng ta đọc lại trong kinh điển chính Đức Phật ngài đã tường thuật cho Avivisna hoặc là cho các vị tỳ kheo nghe, và từ đó chúng ta nhận thấy rằng đó là một cái sự từ bỏ vĩ đại. Thái tử Siddhartha là gọi người là Sĩ Đạt Ta hay là Tất Đạt Đa, khi thái tử được 16 tuổi cái tuổi trưởng thành theo phong tục ở Ấn Độ thời bấy giờ, cái tuổi trưởng thành đó đã kết hôn được
và Thái tử đã kết duyên cùng với công chúa Yashodhara, tức là công chúa Yayudhala, cũng cùng tuổi với ngài. Trong 13 năm sau ngày hôn lễ, Thái tử đã sống hoàn toàn cuộc đời vương gia, không có hay biết chỉ đến nỗi thống khổ của nhân loại bên ngoài ngưỡng cửa cung điện. Nói về cuộc đời dung lỗi, Đức Phật có kể lại rằng khi ngài còn là một vị thái tử, đời sống của ta thật là tế nhị, vô cùng tinh vi. Ở trong bờ cung chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm xếp. Khi xe xanh đua nhau khoe màu, ở đây thì sen đỏ, vương bình phô sắc. Phía bên kia và trong đầm bên cạnh là sen trắng, đua nhau tranh đẹp dưới ánh nắng ban mai. Đầm hương của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ ca sĩ đưa về. Khăn và xiêm áo của ta cũng được may toàn bằng hàng lụa bậc chất xứ ca sĩ chở đến. Ngày cũng như đêm, mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung điện là có tàn lộng che sương đỡ nắng. Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta ba tòa, để cho ta ở vào mùa lạnh, một tòa cung điện để cho ta ở vào mùa nóng, và một tòa cung điện để cho ta ở vào mùa mưa. Trong suốt 4 tháng của mỗi mùa, ta lưu lại một biệt điện có đầy đủ tiện nghi giữa những cung tần phi nữ cho đến hàng tỷ của phụ hoàng cũng được ăn mặc. Tương tất chứ không phải như ở các nhà khác. Họ được ăn uống thỏa thích, không phải giống như ở các nhà khác, gia đình chỉ được ăn cơm xấu, thức ăn cũ. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có đề cập đến cái đoạn này. Và thưa quý vị, thời gian qua, trôi qua, Thái tử Sĩ Đạt Ta trưởng thành. Nhưng mà ngài có cái bẩm tính trầm tư mặc tưởng, và lòng từ bi vô lượng vô biên của ngài không để yên cho ngài một mình an hưởng những lạc thú tạm bợ của đời vương giả. Ngài hàng nghĩ đến thực chất của đời sống và biết rằng nhân loại đang khổ đau bên ngoài cung điện, nên ngài luôn luôn thương xót và sống trong nhung lụa. Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng mà ngài nhận định được rằng đời là phiền não. Thưa quý vị, lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta, mặc dù ngài chưa có biết gì về cái sự giải thoát về niết bàn, ngài chưa giác ngộ,
Nhưng do cái thân duyên từ ở quá khứ xa xưa, Ngài đã có chí hướng nhận định cuộc đời là đau khổ, và Ngài có tâm nguyện sẽ đạt đến cái sự giác ngộ để tiếp độ chúng sinh. Chính do cái duyên đó, cái tuệ căn đó, và Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài luôn luôn sống trong cái sự trầm tư mặc tưởng. Ngài cảm thấy cái đời sống hạnh phúc xa hoa nó là một cái gì rất là giả tạm, bởi vì tại sao vua cha thì già, các quan đại thần thì cũng có người già người trẻ, thế nhưng những cung phi, những cung cần, thị nữ, thế nữ hầu hạ thái tử và công nương Yashodhara thì họ đều là những người trẻ đẹp, và luôn luôn lúc nào mặt ngoài cũng tươi cười vui vẻ, bởi vì cái lời của vua Suddhodana, vua cha của Ngài, bắt buộc họ phải giả vờ như vậy để che mắt thái tử, không để cho thái tử có một nét ưu tư và phiền muộn, vì vua cha sợ Ngài sẽ xuất gia theo cái lời tiên tri của các vị Bà La Môn đạo sĩ lúc mà thái tử mới chào đời. Mặc dù cố gắng che đậy như vậy, nhưng mà không thể nào cuộc đời, cái trạng thái của cuộc đời có thể lừa được cái tiềm thức của Ngài. Ngài có một cái cảm giác cuộc đời là giả tạm. Ở trong Trung Bộ Kinh Bài Kinh Thánh Cầu, Đức Phật Ngài có kể lại cho chư tỳ kheo nghe, khi Ngài chưa thành bậc Chánh Đẳng Giác, gọi là vị Bồ Tát, lúc đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài đã suy nghĩ như sau: chúng ta phải chịu sanh già bệnh chết, phiền não của ô nhiễm, tại sao vẫn mãi chạy theo những điều mà bản chất cũng bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị phiền não, bị ô nhiễm? Này cái thì khơ rồi ta suy nghĩ như sao? Tại sao ta tưởng mình bị sinh, tưởng mình bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị ô nhiễm, lại trần cầu cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ gì? Vậy ta hãy tự mình
Còn cái không bị sanh, không bị già, không bị chết, không bị sầu khổ ô nhiễm. Con hãy thử đi tìm cái đối thượng và tuyệt đối an toàn là Niết Bàn. Nó là cái sự mà cầu cao thượng gọi là thánh cầu. Và Ngài suy nghĩ nơi sống tại gia thật là tù túng chật hẹp, là chỗ ẩn náu của bụi trần ô trược. Như đời sống bậc xuất gia quả thật là cảnh giới, cảnh trời mênh mông bát ngát. Người đã quen với nếp sống gia đình ắt thấy khó mà chịu đựng được đời sống phẩm hạnh thiêng liêng với tất cả sự hoàn hảo trong sạch của nó. Đoạn này thì ở trong cái Trung Bộ Kinh, ở bài kinh Mahakasachaka. Rồi một ngày kia, Thái tử Siddhartha xin phép vua cha ra khỏi cửa hoàng cung để nhìn xem thế gian bên ngoài. Và Thái tử đã trực tiếp tiếp xúc với sự thật phũ phàng của đời sống. Trong cái phạm vi nhỏ hẹp của cung điện, Ngài chỉ thấy cái phần tươi đẹp, nhưng đám đông dân loại thì biết đến là cái bề đen tối đáng ghê sợ của cuộc đời. Hòa tử đã tôi thấy một cảnh tượng não nề chưa từng bao giờ thấy, đó là một cụ già lụm cụm ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc sống đang run rẩy bước đi. Và khi Ngài hỏi Sa Đạt thì cho Thái tử biết đó là một người già. Thái tử mới hỏi: như vậy thì ta và công chúa Yashodhara có bị già không? Thì Sa Đạt nói: tất cả chúng ta ai cũng phải bị già. Nghe vậy, tâm tư Ngài bị kích động mạnh mẽ. Làm thứ gì thì Ngài thấy một người chỉ còn da bọc xương, vô cùng khổ sở và buồn thảm, hoàng quại dưới căn bệnh dịch, sức đã kiệt. Tất cả hy vọng và niềm vui để sống của người đó nó bị cạn. Cảnh tượng này cũng là một kích động lớn cho Thái tử Siddhartha.
Lần thứ ba Ngài thấy một nhóm người đang than khóc. Tiêu thương bi thảm, khiêng trên vai một thi hài của một thân nhân để đi hỏa táng. Hỏi ra thì biết đó là người chết, người nằm ở trên cái cán, người ta khi đi là một người đã chết. Rồi một lần nữa, cảnh tượng này vào tư tưởng của Thái tử. Sau khi Ngài được người lái xe là Chana cho biết chính Ngài, công chúa Yasothara và tất cả thân bằng quyến thuộc lớn nhỏ, tất cả không trừ bỏ một ai đều phải trải qua những giai đoạn già bệnh chết như thế. Ít hôm sau, Thái tử ra dạo cổng thành, thấy một tu sĩ khoan thai từng bước đi nhìn xuống, ung dung và tĩnh lặng, thanh thoát và tự tại. Chứ không cùng tĩnh của con người ấy đập mạnh vào tâm tư của Thái tử. Ngài được người đến xe sanh nặng cho biết rằng đó là tu sĩ đã lìa bỏ nhà cửa để sống đời thanh tịnh, tìm chân lý và giải đáp cho những bí ẩn của cuộc đời. Thưa quý vị, lúc bây giờ ý niệm xuất gia bỗng chốc thoáng qua trong tâm tư của Thái tử Siddhartha. Thái tử ngự về hoàng cung, trầm tư mặc tưởng. Khi đó, thị thần đến báo tin cho Thái tử biết là công nương Yasothara đã lâm bồn, hạ sinh một hoàng nam. Thì Thái tử Siddhartha, Ngài đã thốt ra cái lời than, lại thêm một trói buộc cho ta. Rồi Ngài trở về. Năm đó Thái tử 29 tuổi. Mặc dù lúc con thơ sơ sanh vừa mới chào đời, nói là nói một sợi dây trói buộc, nhưng mà không sao trói buộc được. Cái bước chân của một vĩ nhân trong cảnh tỉnh mịch của một đêm trăng rằm tháng sáu Asalaha Purnamuk, Asalaha Purnak Purnami, một ý nghĩ sau đây khởi lên với Thái tử. Thời niên thiếu tuổi thanh xuân của đời sống chấm dứt trạng thái, trong trạng thái già nua, mắt mờ tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần nhất đến nó. Sức lực cường tráng hao mòn từ tỉ vì những cơn bệnh thình lình. Chợt đến cuối cùng thì cái chết
nó sẽ đến một cách đột ngột bất ngờ và chấm dứt khoảng đời sống ngắn ngủi cực kỳ sống. Chắc chắn sẽ có một lối thoát cho cái cảnh bất toại nguyện, cho cái cảnh già và chết. Như vậy thì cái ý kỷ của Thái tử về sự thoát ly tuổi thanh xuân để giúp cho Thái tử mạnh mẽ muốn ra ngoài, không dùng thúc giục ra đi, nhằm khám phá và thành đạt trạng thái vô sinh bất diệt. Ngài muốn rằng không phải chỉ riêng cho Ngài mà tìm được cái chân lý giải thoát đó là cho tất cả chúng sinh đau khổ, trong đó có phụ vương, có vợ và con của Ngài nữa. Chính người bi mẫn thâm sâu dẫn dắt Ngài trên con đường và chấm dứt trong cái sự giác ngộ trong đạo quả chánh đẳng chánh giác. Đó là cuộc thoát ly vĩ đại. Và kinh mô tả rằng Ngài kể tôi thoát ly ra đi trong khi thân với nước mắt đầy, chắc chắn là như vậy, nhưng mà Ngài không dừng lại, Ngài không có thối chuyển. Đứng trước ra đi, Thái tử chỉ hé cửa phòng thoáng nhìn qua để từ giã người vợ yêu quý là công chúa Yasodhara và đứa con sơ sinh đang nằm trong vòng tay của mẹ và đừng yên giấc. Lúc đó Ngài Thái tử Siddhartha 29 tuổi, trong thời son trẻ của tuổi thanh xuân, và chính vào cái ngày mà người vợ xinh đẹp Yasodhara vợ hạ sinh bằng nam duy nhất Rahula, Thái tử Siddhartha từ bỏ và xem thường cái sức quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh thường và đẩy lui những lạc thú và phần đông những người trẻ đắm đuối ham mê. Ngài ra đi lánh xa vợ con và một ngai vàng đầy hứa hẹn đem lại quyền thế và vinh quang. Ngài gọi Sanat dẫn người ra và cùng đi với Ngài. Qua những đoạn đường dài, cuối cùng Ngài đến tại bờ sông Anuma, và Ngài dừng chân ở đó. Ngài dùng gươm cắt bằng cái mái cái xuống tóc dài, bỏ lại áo giáp của hoàng và đắp trên mình một tấm y vàng của người tu sĩ ẩn dật. Ngài đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm cái giải pháp cho những vấn đề khó khăn của kiếp nhân sinh
mà từ lâu vẫn làm cho Ngài bận tâm. Ngài tìm giải đáp cho những bí ẩn của đời sống. Không phải cái gì tư tợ, một cái gì hình thành như vậy, mà sự thật là con đường vượt thoát khỏi mọi khổ đau, con đường đến giác ngộ và niết bàn. Cuộc chiến đấu để thành đạt, mức chu toàn tối thượng của Ngài, để ra khỏi mọi sự trói buộc bắt đầu. Đây là khước từ, đây là sự thoát ly vĩ đại. Một cuộc thám hiểm to lớn và cao cả nhất mà nhân loại được biết đến. Rồi Ngài đã dấn thân vào đời sống của một vị sa môn. Thưa quý vị, đó chính là hình ảnh của Thái tử Siddhartha, một vị đại sĩ được thoát tục. Thì hôm nay chúng ta chỉ trình bày đến đây thôi. Vì trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ có dịp, ngày mai, ngày mốt, chúng ta cũng sẽ có dịp để chúng ta tiếp tục nói về cuộc đời của Ngài. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Xin cung kính Hòa Thượng cho đẳng trở lại để điều hợp phần pháp đàm mùa khánh đản. Lưu của Thầy. Sao thủ kinh trình Hòa Thượng Tề Siêu, Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ là chúng ta rất dễ dàng để nhận thấy rằng cảm nhận về cuộc đời của Đức Phật không đơn giản chỉ có những lý luận, mà chúng ta cần có những cảm xúc chân thật, và đôi khi có những điều không phải dễ dàng để chúng ta hiểu được. Ví dụ như quá trình tu khổ hạnh, hay hoặc giả là những quyết định quan trọng ở trong cuộc sống của Ngài, nó phải hội đủ nhiều yếu tố trong sự suy tư, ở trong sự lắng động tâm tư của mình, thì chúng ta mới có thể cảm nhận được phần nào. Bây giờ liên tục trong những ngày sinh hoạt đặc biệt của mùa khánh đản Vê Sắc 2566, thì Chư Tăng sẽ cùng nhau để có những cái phần thảo luận, chúng ta gọi là pháp đàm của mùa khánh đản. Hôm nay thì lẽ ra chúng tôi bắt đầu vào phần pháp đàm liền, nhưng mà vì hiện tại không có chư vị giảng sư khác, và muốn Hòa Thượng Tề Siêu được nghỉ ngơi trong giây lát sau cái pháp ngữ buổi, nên chúng tôi xin được tiếp lời với Hòa Thượng Tề Siêu. Thưa quý vị, đây là một điểm mà nếu chúng ta lưu ý thì sẽ thấy khác biệt so với cái nghĩ của chúng ta. Thường thường chúng ta lên được là đi tìm một cái gì đó,
hướng về một cái gì đó khác hơn, mới hơn, xa lạ hơn. Nhưng mà riêng trong trường hợp của Đức Bồ Tát, khi Ngài còn ở trong cung vàng địa ngục, thì thưa quý vị, Ngài chiêm nghiệm một cái sâu sắc về cái thực trạng của đời sống. Nói đến thực trạng của đời sống là cái gì đang xảy ra trong Ngài, ở bên ngoài Ngài và chung quanh Ngài. Chúng ta cũng nghe ở trong phần nghi thức tụng đọc về kệ Phật sử và cũng như qua lời giảng của Thượng Tuệ Siêu. Thì thưa quý vị, Ngài vốn đã có một quá trình từ vô lượng kiếp cảm nhận sâu sắc nỗi khổ đau của cuộc đời, của chính Ngài, của những người thân của Ngài và cũng của tất cả chúng sinh. Vì vậy trong kiếp chót, mặc dù là một kiếp kết tinh rất nhiều phúc đức, một sự ra đời ở trong nhung lụa, ở trong cuộc sống được bao phủ bởi bao nhiêu trục lạc mà Bồ Cha muốn ràng buộc Ngài. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ cần một hình ảnh thôi, hình ảnh rất nhỏ, rất ngắn, khi mà Ngài tiếp xúc với một người bệnh, một người già, một người chết và một vị tu sĩ, chừng đó nó đã đủ để đánh động tâm thức của Ngài. Và tất cả những điều đó đều là thực trạng, đều là người ý. Mà không phải riêng vì, không phải riêng Đức Phật của chúng ta, mà chư Phật trong quá khứ. Thí dụ như Đức Thế Tôn Quý Bác Sĩ. Đức Thế Tôn Quý Bác Sĩ khi mà chúng ta đọc ở trong câu chuyện truyền thân, thì Ngài cũng như tất cả chư Phật đều là một quyết định từ bỏ cuộc sống nhung lụa để ra đi dựa trên một điểm tựa, dựa trên một sự tác động rất nhỏ, là một hình ảnh gọi là cái thực tướng của đời sống. Có một lần chúng tôi nghe một vị sư giả người Canada, tức là Ngài Pasano, có một người Nhật họ đến thăm chùa Atanachat và họ nêu lên một câu hỏi với Ngài là vô minh là gì? Vô minh được hiểu trong Phật Pháp ra sao? Thì Ngài Pasano Ngài cười, Ngài nói rằng có nhiều cách hiểu về vô minh, nhưng một trong những điều mà Ngài muốn nói đó là chúng ta cứ ngâm mình ở trong đau khổ mà không bao giờ biết sợ, không bao giờ biết chán, không bao giờ biết rũ bỏ. Nghe như vậy thì chúng ta thấy rất là kỳ quái. Tại sao cái khổ mà mình không biết sợ, không biết chán? Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, bởi vì cái bản chất lẫn quẩn là bản chất của chúng ta. Nó tương tự như một người mê đánh bài, hết thua ván bài này tới ván bài khác, thậm chí là bán vợ đỡ con, khánh tận tài sản, nhưng vẫn lao mình vào đánh bài. Chúng ta cũng vậy. Cái đó là vô minh. Cái đó là cái bản chất của điều si ám. Nó giống như một cái ma lực mà ám ảnh chúng ta rất là nhiều. Mình khổ đó nhưng vẫn bám. Quý vị thấy không? Ở đời sống hàng ngày, những cái phiền não, tham sân si, những cái hận thù, những cái phiền lụy đó chi phối chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn ôm lấy nó, vẫn siết lấy nó, không buông nó ra. Trong khi Đức Bồ Tát thì hoàn toàn khác. Chỉ một người ý thôi. Và khi Ngài đi, Ngài nhìn thấy cảnh một người già, người bệnh, người chết và một vị tu sĩ. Thì chừng đó đã tác động tâm tư của Ngài, dậy khởi một cái nhìn mới về cuộc sống. Ồ, đây là một hiện trạng của tất cả chúng ta. Tất cả bản thân của Ngài, người thân của Ngài và cả thế giới này
đang bị sanh già đạo chết chi phối. Và tất cả những gì mà loài người theo đuổi, tất cả những gì chúng sanh theo đuổi, thì nó không thoát khỏi ngoài cái vòng luẩn quẩn đó. Và điều này đã đến trước Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Thế Tôn đã lên được, đã thoát tục, đã bỏ sau lưng. Không hẳn đơn thuần là Ngài chạy theo một cái gì đó mà Ngài hoàn toàn không biết. Không hẳn là đi này đi tìm cái mới, mà chính là do Ngài thắp sáng được cái ý thức về cái lẫn quệ lụy, về cái thực trạng hiện có, hiện phúc mà Ngài đang sống ở tại Hoàng Cung. Điểm này cái hình ảnh rất là khác biệt. Và không có gì dĩ nhiên khi mà chúng ta đọc ở trong kinh, rất nhiều đệ tử Phật đã khổ, rất khổ. Và từ nỗi đau khổ đó, dùng đau khổ làm điểm tựa, dùng đau khổ làm cái chỗ để chống, để đứng dậy. Té trên mặt đất và chống trên đất và đứng dậy. Sống trong nỗi khổ đau, dùng cái sự đau khổ làm một cái lực đẩy để trỗi dậy, để đi tới. Vì vậy có một điều mà rất khó của một người không tu tập hiểu được của người tu tập, là người tu tập không phải là người né tránh sự khổ, mà là nhìn sự khổ với một tâm thái khác, nhìn sự khổ với một góc cạnh khác. Thay vì nhìn sự khổ là buồn, là giận, là hận thù. Tại sao tôi thất bại? Tại sao bị người khác chỉ trích? Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Thì nhìn, ô, bản chất cuộc sống là như vậy. Bản chất cuộc sống là như vậy. Thí dụ như, đối với tất cả chúng ta, khi mà mình có một cái sự nghiệp, khi mình có một cái địa vị, một cái gì đó, mình rất là tự hào, rất là cảm thấy hãnh diện. Và khi mà ai đụng chạm đến, thì chúng ta bừng bừng nói rằng, tại sao đụng chạm đến tôi? Tại sao? Tại sao và tại sao? Và chúng ta phẫn nộ. Nhưng mà khi chúng ta đọc ở trong Tuyên Ngưu một sinh về câu chuyện của các vị Phật độc giác, thì thưa quý vị, rõ ràng ở tại đó đó, chúng ta thấy các ngài ý thức rất sớm, ý thức rất rõ về cái bản chất tự nhiên của hệ lụy, của dục lạc ở trong cái thế giới của danh lợi, không thể nào không có tranh chấp. Sống trong thế giới dục lạc, không thể nào không có hệ lụy. Sống trong thế giới của ngâm tẩm, chìm đắm ở trong những giá trị của thế gian, thì không có cách gì không phiền não. Nó phải tự như vậy. Gót danh lợi bùng hoa sắc xám. Chúng ta làm thế nào mà sống ở trong đó? Giống như là, thưa quý vị, hồi nhỏ đó, chúng tôi nhớ rằng ở miền quê thì đường là bùn sình và trời mưa xuống lầy lội. Đi một cái đôi dép mới mà dép giật, rồi mặc bộ y mới, đi qua con đường lầy lội thì không có cách gì mà bùn nó không dính vào trong dép, vào trong y. Và còn tệ hại hơn nữa là đi một đoạn về nhìn ở phía sau toàn là bùn. Cái bản chất của con đường bùn là vậy. Chúng ta sống được cuộc đời này, làm sao mà trong danh lợi, ở trong ái tình, ở trong bao nhiêu thứ dục lạc mà nó không có những hệ lụy? Làm sao trong thứ đó không có tranh chấp? Làm sao trong thứ không, trong thứ đó không có lời qua tiếng lại? Nó là vậy đó. Con đường đó là như vậy. Chúng ta nhào vào trong đó, chúng ta đắm chìm trong đó, chúng ta than thở tại sao mình bạc phước. Bây giờ chúng đi vào con đường sình lầy ở miền quê, không có trải, không có trắng nhựa, không có xi măng, mà chỉ là bùn sình, mà bảo rằng đi mà nó không có dính bùn thì chuyện đó không có đâu. Thì không có, nó phải là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta bực bội, chúng ta chống chế, và chúng ta tìm mọi cách để nghĩ rằng mình làm sao mình phải hay, phải giỏi, phải trong sống trong bùn mà không dính bùn. Nhưng mà khi Đức Bồ Tát Ngài nhận ra cái chuyện đó,
Thì thái độ đầu tiên này là chấp nhận. À, bản chất của nó là như vậy. Khi mà thư viện Ngài nhìn thấy cảnh người già, người bệnh, người chết, thật ra thì Ngài đủ sự hiểu để nhận ra rằng mình đang bị sanh già đau chết chi phối. Và cái gì mà mình theo đuổi, nếu mình tiếp tục ở trong cung điện thế, mình tiếp tục làm vua, tiếp theo con đường đế nghiệp mà vua cha đã mong mỏi, thì đúng là từ cái sanh già đau chết chi phối, chúng ta hãy đi tìm cái sanh già đau chết chi phối được. Do vậy chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Ngài đã lên đường, đã xuất gia là đi tìm về một phương trời viễn mộng, đi tìm về một thế giới xa xôi. Thật ra lúc đó đối với Ngài, Niết Bàn chưa hiện rõ, giải thoát chưa có rõ. Và chính bản thân của Ngài vẫn chưa biết là cái giải pháp của đời sống là gì, giải pháp của khổ đau là gì. Nhưng mà Ngài biết rất rõ rằng nếu Ngài tiếp tục cái gì đang có, đang là, đang làm trong hiện tại, thì từ cái đau thương này sẽ đến đau thương khác, từ cái hệ lụy này đến hệ lụy khác, và từ cái quanh quẩn này đến quanh quẩn khác. Nó là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Đó là một điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta đọc về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Mặc dù Ngài đã là vua, Ngài đã đăng quang năm 16 tuổi, nhưng vua Tịnh Phạn ở trong cái niềm tin vào sự tiên tri và nhìn thấy được cái tư chất của người con yêu quý của nhà vua. Nhà vua không bao giờ muốn người con này vướng vào những cái hệ lụy của thế gian. Vua Tịnh Phạn ý thức như vậy. Thì nhà vua đã bao phủ thái tử bằng tất cả cái nhung lụa, bằng tất cả cái gì đẹp nhất, tích cực nhất, hào nhoáng nhất, mà không muốn thái tử tiếp xúc với thực tại. Nhưng mà không thể nào che mắt khỏi. 13 năm sống ở trong cảnh ở nhung lụa, và cuối cùng Ngài cũng tiếp xúc với già, với bệnh, với chết, với người xuất gia. Chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi tiếp xúc, và cái ý thức xuất gia, ý thức thoát tục trỗi dậy. Thì điều đó một lần nữa nhắc chúng ta rất nhiều về tại sao có sự khác biệt của một người mà phước báo, đặc biệt là ba la mật hạnh viên mãn, so với một cái người mà đức mỏng nghiệp dày. Chúng ta đức mỏng nghiệp dày, thưa quý vị, lao vào cuộc đời này đi, thấy người ta đánh nhau, chửi nhau vì tranh chấp, thấy người ta bị sanh già đau chết chi phối, nhìn những người chết mỗi ngày, nhưng mà chúng ta vẫn đam mê, vẫn đắm đuối, vẫn ngâm tẩm, vẫn chìm đắm vào trong đó, và chúng ta vẫn không có một ý thức trỗi dậy là mình phải dứt khoát có một hướng đi mới. Thì cái đúng nghĩa như Ajahn Pasano nói là vô minh. Dạ. Mà nói chữ vô minh nghe đã hay ho, nhưng mà nói chữ mà nghe hơi nặng nề, là sự u mê. Tất cả chúng ta cũng có sự u mê đó. Bây giờ thì thưa quý vị, không biết là quý Phật tử có thấy chư tông đức vị nào vào trong học của chúng ta không? Nếu chưa có thì bạch hòa thượng Tuệ Siêu, không biết hòa thượng có thể trở lại với một câu pháp đàm rồi sau tỉnh hòa thượng đi nghỉ. Dạ. Bạch hòa thượng Tuệ Siêu, rõ ràng là khi Đức Bồ Tát Ngài rời Ca Tỳ La Vệ để lên đường, thì Ngài vẫn chưa biết rằng Ngài sẽ đi về đâu và cái mà Ngài mong đạt đến là cái gì. Nhưng mà Ngài vẫn lên được, vẫn dứt áo ra đi. Thì nếu có người khác họ nhìn một câu hỏi khác, họ nói rõ ràng đó là sự nông nổi, mù quáng. Thí dụ như mình lên đường đi tìm cái gì đó mà mình biết rõ cái mình tìm đó, thì điều đó là sự sáng suốt. Cái này ở đây mình chỉ lên đường mà mình chưa biết rõ là cái mà mình muốn đạt đến là cái gì. Chỉ đơn thuần là mình cảm thấy rằng cái mà mình đang có đó, nó là một sự lẫn quẩn hệ lụy. Chứ cái giải pháp thì Ngài chưa biết pháp là gì. Thì chúng ta có gọi đó là nông nổi hay không, hay là một sự mù quáng không? Hòa thượng Hoa Nghị chia sẻ một vài sự tư về điều này.
chư tôn đức cơ thừa quý vị. Khi nói đến điểm này thì chúng ta cần phải suy xét đến một điều sâu sắc hơn, đó là cái thừa cận y duyên hay là nói theo thông thường đó là một cái tuệ căn đã được quân chọn từ đời quá khứ. Đừng có chi là Bồ Tát có cái nguyện vọng chánh đẳng chánh giác tu hành ba la mật và nuôi cái nguyện vọng đó cho đến lúc chín muồi trong kiếp hiện tại, chỉ là một người có phước thôi thú vị. Ở trong chú giải nói rằng một chúng sinh hưởng phước luôn luôn họ có cái lòng tự tin. Về cái câu chuyện này ở trong các khu kinh có ghi lại là một vị sa di xuất gia mới có 7 tuổi thôi, vị sa di tên là Tiết Sát hay gọi là Kambaladayako Samaniro. Vị sa di này vốn là con, khi mà nó sinh đi xuất gia thì cha mẹ và quyến thuộc cho phép đi xuất gia, và luôn luôn ở trong gia đình cấp dưỡng cho đầy đủ, không thiếu cái gì. Vào cái mùa đông, ở quý thuộc đem đến cho sa di đó một cái tấm vải vải len, vải choàng bằng len Kampala. Bây giờ chúng ta qua bên Ấn Độ, người ta hay bán vào cái mùa đông lạnh đó, người ta hay bán những cái tấm vải choàng như là một cái khăn bàn lớn nhưng mà bằng len, thú vị, nó mỏng để choàng lên vai, lên cổ vào lúc mùa đông. Khi đó vị sa di này thấy các vị tỳ kheo vào những ngày đông giá lạnh, các vị ngồi quây quần với nhau thành từng nhóm ở trong cái ác khí xa la, trong cái trai đường. Rồi đốt lửa đến hơi ấm. Lúc đó sa di đi ngang qua thấy vậy, bước vào hỏi chư tăng. Ở các vị tỳ kheo hỏi bạch chư tăng, các ngài làm cái chi đó? Thì chư tăng mới nói rằng chúng ta đang sưởi ấm vì bên ngoài trời lạnh. Vị sa di đó mới hỏi một cách hết sức là nghi thơ, hỏi thế tại sao các ngài không choàng cái tấm vải len Kampala để cho ấm? Thì các vị tỳ kheo mới nói rằng chúng tôi là những vị sa môn nghèo khổ không có phải như sa di, mà được thân bằng quyến thuộc ở gần lại là những gia đình giàu có, cho nên mới
phun thuốc cho cái tấm vải để choàng. Thì vị sa di đó có phước lắm thưa quý vị. Vị sa di có lòng tự tin lắm, mới nói rằng thế thì sáng hôm nay đó, xin thỉnh chư tăng đi theo con, con sẽ cúng dường cho quý ngài cái tấm vải cầm ba lá. Thưa quý vị, một vị sa di còn trẻ tuổi, nhưng mà khởi lên cái ý muốn sẽ đi khất thực tìm đủ 1000 cái tấm vải cầm ba lá, tấm vải choàng cầm ba lá để cúng dường cho chư tỳ kheo, có cái ý nghĩa hết sức táo bạo như thế. Nhưng mà trong chú giải nói rằng chính vì là bậc đại phước nên có cái lòng tự tin như vậy, chứ còn người không có phước không dám suy nghĩ tới, không dám hứa hẹn để cho một vị tỳ kheo, để dâng cho vị tỳ kheo các tấm cầm ba lá, đừng nói chi cả ngàn vị tỳ kheo. Cho nên khi đi khất thực, các vị sa di xin phép đi phía trước, vẫn còn 1000 vị tỳ kheo thực. Thì lúc ban đầu có một dãy nhà họ chuyên buôn bán cái tấm vải cầm ba lá, tấm vải len. Người Ấn Độ họ bán cái đó nhiều lắm thưa quý vị. Vậy cái xứ lạnh, khi lạnh lạnh lắm, khi mà họ nghe nói đến có 1000 vị tỳ kheo đang đi khất thực gần tới, có lẽ các vị đó đi tìm vải cầm ba lá, tấm choàng cầm ba lá, cho nên họ đem họ giấu, giấu bớt đi. Thế nhưng khi mà họ nhìn thấy vị sa di này thì họ cũng nên cái sự hoan hỷ, cái lòng thương mến như là thương con cháu vậy đó. Họ không thể nào họ giấu được, họ mới mang hết cái tấm vải cầm ba lá đó ra để họ cúng dường cho vị sa di đó. Vị sa di mới truyền lại cho chư tăng. Thì các vị, mỗi vị một tấm, một tấm, một tấm như vậy thì đủ hết thưa quý vị. Cho nên từ đó về sau đó, vị sa di này được chư tăng đặt cho cái mỹ danh là Tumlatnayaka Samanero, là vị sa di thí vải len. Thì ở trong kinh nói rằng là, ở trong chú giải nói rằng là người mà có phước họ có lòng tự tin lắm thưa quý vị. Thì cũng như thế, đối với một vị Bồ Tát viên đã thuần thục về cái hạnh tu giải thoát, đã viên mãn về cái pháp Ba La Mật, thì cái khuynh hướng của ngài, khuynh hướng xuất ly của tâm giới, nó đã được nung nấu, được rèn luyện, được tôi từ bao đời trong quá khứ, bây giờ đã thuần thục rồi. Thì khi mà ngài Thái tử Siddhartha mà cảm cảnh già bệnh chết và một vị tu sĩ xuất gia đó, Thái tử chiêm nghiệm lại cái thân này giả tạo, cuối cùng thì tất cả bản thân ngài và mọi người thân của ngài đều phải bị già, bị bệnh, bị chết. Ý nghĩa đó thôi thúc ngài đi xuất gia để đi cầm một lý giải thoát, tầm cái con đường đưa đến sự thoát ly khỏi cảnh già bệnh chết. Thưa quý vị, dù lúc đó ngài không biết gì,
Nhưng mà chính do nhờ cái phước Quan Lâm Mật, Ngài đã tôi luyện nó quá thuần thục, cho nên Ngài mới được tin. Ngài mới đặt lòng tin. Những cái sự kiện đó trong đời sống của chúng ta, một người bình thường thôi cũng có thể làm được. Thí dụ như khi mà chúng ta muốn làm cái việc gì đó, chúng ta nghĩ rằng hãy người khác làm được là mình làm được, tốt tốt, thì tự nhiên chúng ta có lòng tin chúng ta làm, không có cái khó đâu. Cho nên chúng ta chỉ là một người bình thường mà chúng ta còn có thể có lòng tự tin được khi mà chúng ta có đầy đủ cái phước báo. Đừng nói chi là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác chiếm chót, thì cái chuyện mà Ngài thoát ly gia đình để đi tìm cái chân lý giải thoát, mặc dù Ngài chưa biết gì về Niết Bàn hết, nhưng Ngài có đại hùng nghĩa lực. Ngài biết chắc rằng là Ngài sẽ thành tựu. Ở trong kinh nói rằng Đức Bồ Tát Ngài đi nhưng mà Ngài biết chắc sẽ thành tựu. Cho nên trải qua bao gian lao vất vả của 6 năm khổ hạnh, cuối cùng thì Ngài cũng tìm được cái chân lý giải thoát. Ở trong kinh Đức Phật này có giải thích rằng là thông lệ của chư Phật thì chỉ khổ hạnh một tuần lễ hoặc là quá lắm là một tháng thôi, là Ngài đã thấy được con đường trung đạo đến giải thoát. Nhưng mà bản thân Ngài vì trong lúc mà làm thanh niên và làm môn chưa tiếp ba lá, trước khi xuất gia, trước khi mà có niềm tin nơi Đức Phật, nơi Đức Thế Tôn Kassapa, thì lúc đó thanh niên Bà La Môn Chô Tiếp Ba La là bạn thân của người thợ gốm Khatikara. Khi mà được người thợ gốm rủ đi đến ý kiến Đức Phật Kassapa, thì Chô Tiếp Ba La đã có cái lời trịch thượng. Chính do cái lời trịch thượng đó mà ngăn ngại Ngài cho chức này phải trải qua đến 6 năm khổ hạnh mới tìm được cái đường, cái chân lý giải thoát. Thì thưa quý vị, nó trở lại vấn đề là cái chuyện mà Đức Bồ Tát Ngài chưa biết được cái sự giải thoát, chưa biết được cái phương pháp thực hành, chưa biết được cái kết quả như thế nào mà Ngài đi. Thì như vậy đó, người ta hỏi rằng như vậy có nông nổi quá không? Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là chúng ta cũng chớ nên lấy cái dạ phàm phu mà chúng ta đo cái lòng Bồ Tát. Chúng ta là một người thiếu phước, không có lòng tự tin và không có hùng tâm tráng trí để mà chúng ta suy nghĩ đến đó, để chúng ta quyết định cái công việc làm đó. Nhưng mà đối với Bồ Tát khác, cũng như bản thân của chúng ta chưa phải là một nhà khoa học, cho nên chúng ta không dám nghĩ đến việc là chúng ta phải thí nghiệm cái này cái kia để chúng ta phát minh ra những cái gì mà cả thế giới phải kinh ngạc. Chúng ta chưa dám. Những cái vấn đề đầu
Thiên, hai anh em nhà Thiên, họ suy nghĩ sau khi thấy chim nó bay, tại sao nó bay được nhờ có cặp cánh. Rồi hai anh em mới suy nghĩ là bây giờ phải làm sao chế được một cái máy có cánh để bay được trên bầu trời. Thì anh ta hai người sớm nhau mà chế. Mặc dù lúc đầu thú vị cất cánh được đã là mừng rồi, dù bay thấp nhưng mà và bay gần chỉ 50 mét thôi, nhưng mà đó cũng là một cái sự thành công khả quan. Họ không dừng lại ở đó mà họ tiếp tục nghiên cứu làm như thế nào để bay cao hơn và xa hơn, được cuối cùng giúp cho nhân loại đã thành công. Bây giờ chúng ta có những cái chuyến bay không những là quốc nội mà quốc ngoại luôn nữa. Những cái máy, chiếc máy bay khổng lồ, những cái chiếc phản lực cơ thành hình, thì chúng ta biết rằng là ai chế ra? Không phải chư thiên, không phải Phạm Thiên làm ra, không phải do thần thông làm ra, mà chính do cái đầu óc của con người làm ra. Mà những cái đầu đó thì cũng chỉ là những con người như chúng ta thôi, nhưng mà dám nghĩ dám làm. Dám nghĩ dám làm. Tại sao vậy? Là bởi vì họ có cái phước trí, cho nên họ quyết định điều đó thì có thể làm được. Quyết định điều đó thì có thể làm được. Vì vậy, ở trong cái câu hỏi của Đẳng nêu ra đó, thì chúng tôi xin thưa rằng là cái chuyện mà Đức Bồ Tát này cảm tưởng cuộc đời rồi Ngài bỏ ra đi, thì cái con đường khắc phục đó, thì cái tư lý không phải là Ngài đi vào cách mơ hồ, hay là Ngài làm cái việc mà nó không có trí tuệ, không phải. Mà phải nói rằng là một vị Bồ Tát, Ngài có cái lòng tự tin và Ngài có cái hùng chí. Ngài biết chắc rằng sẽ làm được. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi đó. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình Hòa Thượng Tề Sư. Xin trình bày một chút về cá nhân, rồi sau đó thì cũng sẽ thỉnh Hòa Thượng Tề Sư trở lại chia sẻ một điều mà chúng ta đang đề cập đến. Ở trong Chị Hán họ có một cái thành ngữ gọi là phước chí tâm linh. Yeah, phước chí tâm linh tức là con người có phước ấy, thì nó không có sự cảm ứng ở trong tâm tư. Cái này không biết nói ra có đúng hay không, nhưng mà biết Hòa Thượng Tề Siêu thì dường như là Hòa Thượng Tề Siêu có một cái phước nhận đặc biệt lắm, mà không biết có phải không, để lát thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sao thấy Hòa Thượng Tề Siêu cất chùa thế vậy? Ví dụ như Hòa Thượng nó cất chùa Viện Giác xử lý trường tướng Quân Tăng rồi, sao thấy Hòa Thượng cất giống như là bộ viện gì bên này thì nó không phải dễ dàng như vậy. Nó mất thời gian nữa. Sao thấy Hòa Thượng làm có vẻ dễ dàng quá. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng phải chia sẻ thêm một điểm như vậy là chúng tôi không biết là do cái phước hay do cái gì đó mà chúng tôi lại có một điều là trong tất cả những trường hợp mà chúng tôi đi lại làm việc, chúng tôi có cái lòng tự tin. Đây là lòng tự tin ở trong lòng là cho dù cái chỗ đó là chỗ ít người, chỗ đó họ không có biết về Phật Pháp, hay hoặc giả là họ theo cái niềm tin nào đó, hoặc giả là
họ muốn một chuyện rất là khó nói liên quan đến Phật pháp, thì chúng tôi thường có cái lòng tự tin là chúng tôi cứ làm thôi. Chúng tôi làm, chúng tôi không có ngại, và chúng tôi không có ngại về việc này. Hãy Phật tử họ mời thì chúng tôi làm, chúng tôi mạnh dạn lắm. Đó là một việc. Việc thứ hai đó, trong đời chúng tôi, thưa quý vị, bất cứ nơi nào ở trên thế giới mà người có thể đặt chân đến được á, thì chúng tôi đi chưa gì chúng tôi là ngại hết. Cho dù đó là ở Phi Châu, ở Nam Mỹ, hay một đất xa lạ nào đó, ở Ai Cập, ở Do Thái, ở Jerusalem, ở chỗ nào đó, mà khi tôi đi, chúng tôi đi thôi. Và mình cũng phải là giàu có, mình cũng phải là cái chuyện mà mình giỏi giang gì, nhưng mà xưa nay chúng tôi đi, chúng tôi chưa bao giờ biết ngại chỗ đó xa lạ, chỗ đó thế này chỗ kia. Ở trong đó chúng tôi có cái niềm tin. Không biết phải có bước hay không, nhưng phải nói trong đời chúng tôi có niềm tin. Bây giờ để thỉnh Hòa Thượng, tôi xin trở lại chia sẻ thêm một vài điều gọi là phước chí tâm linh. Thì bên Hòa Thượng, khi mà Hòa Thượng nhận lời làm những cái công trình xây các chùa đó, thì Hòa Thượng có cảm nhận ở đó là cái niềm tin nó cũng là một thứ phước chí tâm linh, cũng có phải là một mình chủ quan. Hòa Thượng, Hòa Thượng trở lại. Ân vô của thầy, khi nãy khi mà trình bày về vấn đề ở trong cái câu pháp đàm số 1, chúng tôi cũng có muốn họ nói đến một chút về cái điểm phước chí tâm linh và chính bản thân của chúng tôi, nhưng mà chúng ta e rằng là các vị cho rằng chúng tôi hơi nói hơi quá. Sự thật ra thưa quý vị, khi mà chúng tôi đọc câu chuyện của vị Sa Di Thích Xá đó, mà hứa hẹn sẽ tìm đủ 1000 cái tấm vải len để cúng dường cho 1000 vị tỳ kheo đó, thì trong kinh nói rằng người có phước có cái lòng tự tin. Thì chúng tôi đọc đến chỗ đó, chúng tôi không có cái sự nghi vấn, hay là chúng tôi nghĩ rằng chuyện đó quá, chúng tôi không nghĩ vậy. Quả thật như thế là chính bản thân chúng tôi đó, khi mà chúng tôi thiền giác, lúc đó đó thì sự thật thì chúng tôi chỉ có ở trong tay là khoảng chừng 60.000 đồng, ở 60 triệu Việt Nam đồng là cỡ khoảng 3.000 đô dưới 3.000 đô chút. Không biết, chúng tôi không có ngại ngùng để chúng tôi xây dựng một cái ngôi chùa tương đối nó khang trang đẹp. Khi mà ở trong giáo hội, các vị sư, các vị hỏi chúng tôi làm sao mà ngài cất được như vậy, lúc đó chúng tôi cũng không biết nói như thế nào. Là bởi vì khi mà chúng tôi quyết định chúng tôi cắt, là chúng tôi cắt từ từ, chúng tôi lựa xem cái đó, cái số tiền mình có chúng tôi phải xây dựng cái gì trước, rồi dần dần cái Phật tử khi mà họ được nghe pháp nhiều, hỏi thăm về cái tình hình ở trong chùa, sức khỏe của chúng tôi vân vân, thì lúc đó họ được biết là chúng tôi đang xây dựng cái chùa
viên giác của ngài và thượng tịnh sự vậy đó, làm trụ trì ở đó, thì họ phát tâm trong sạch, người đóng góp một chút rồi dần dần rồi cũng thành thôi. Còn cái chùa Tứ Tăng thì khi mà chúng tôi hứa với sư với hòa thượng giác chánh, hứa với sư trưởng, hòa thượng nói bây giờ tôi già cả rồi, không còn đi hoằng pháp được nữa, cho nên bây giờ không có khả năng để cất cái chùa mà tôi muốn ở tại quê hương có ngôi chùa, dù cho tôi mượn tiền để mà cất chùa. Thì lúc đó đó nói rằng, chúng tôi mới nói rằng nếu mà tôi cho sư trưởng mượn rồi giờ không lẽ sư trưởng trả không nổi đi đòi ai. Cho nên chúng tôi nói là thôi bây giờ để cất cho sư trưởng cái chùa, chỉ nói vậy thôi thưa quý vị. Nhưng mà về chúng tôi làm việc, nhưng mà rồi cũng nhờ có cái sự hỗ trợ quyên góp của Thượng tọa Tuệ Quyền tổ chức các cái cuộc lễ, rồi chúng tôi chỉ là ngồi đó mà thị thiền thôi, là Phật tử họ thấy chúng tôi là họ tin tưởng là chúng tôi sẽ cất được, cho nên họ đóng góp để mà xây dựng, chúng tôi đứng ra xây dựng xong. Anh chùa Xu Lý cũng vậy, ngày xưa năm 2000 chúng tôi đã cất cái chùa rồi, nhưng mà bây giờ cái chùa đó 20 năm thì cũng cũ kỹ, và khi mà nhà nước mở lộ ở phía sau chùa, chắc có lẽ hòa thượng Giác Đẳng còn nhớ, ở phía sau chùa Viên Giác là cái khu vườn của cô Năm chủ đức á, âm u lắm, mà bây giờ thì nó trở thành cái mặt tiền, một con đường rộng lớn. Thì cái ngôi chùa đó là chúng tôi mở cổng ở phía sau, và do mở cổng ở phía sau như vậy cho nên chúng tôi phải giải tỏa một cái tầng xá và chúng tôi xây dựng. Làm những công việc đó thưa quý vị nó tốn kém, nhưng mà chúng tôi vẫn có lòng tin, và nói như hòa thượng Giác Đẳng thì gọi là phước chí tâm linh, là tự nhiên mình nghĩ đến chuyện đó, mình nghĩ cái này mình làm được, cái này mình sẽ làm thành công, nhớ nghĩ là tin tưởng cái điều đó. Thú thật thưa quý vị, ngày xưa đó giữa tôi và hòa thượng Giác Đẳng, khi huynh đệ mình xuất gia được đó, thì chúng tôi thì chậm hơn, cái trí chúng tôi chậm hơn hòa thượng Giác Đẳng nhiều. Hòa thượng Giác Đẳng thì lúc đó trí nhạy bén hơn chúng tôi nhiều, cho nên sư trưởng có phần là thương sư đệ nhiều hơn chúng tôi. Đi học, mặc dù đi học một lượng thì chúng tôi cũng học chậm. Có hai bộ môn mà chúng tôi học được mà người ta nghĩ rằng là khó, chứ tương ai cũng nghĩ rằng là khó. Nói là cái bộ môn A Tỳ Đàm, môn thắng pháp và cái môn Pali. Nhưng mà chúng tôi có cái tâm niệm như thế này, mình còn trẻ, còn đường dài để mà học, và hễ cái gì người ta học được là mình học được. Thầy mình ngồi vào tiệm tình sử, ngày học được mình học được, ngày mình trâu thầy mình học Pali được thì mình học Pali được, chứ không có gì đâu. Cho nên cứ suy nghĩ như vậy mà chúng tôi cứ làm. Cho nên cái chuyện mà Đức Bồ Tát Thái Tử Sĩ Đạt Ta mà ngài cảm cảnh cuộc đời già bệnh chết, ngài quyết tâm đi tìm cái chân lý, ngài khám phá ra cái con đường đưa đến sự giác ngộ giải thoát, ngài nghĩ là ngài làm, và ngài có một cái ý chí mãnh liệt, và ngài có cái sự tự tin mãnh liệt là ngài sẽ thành công. Ở trên đời này luôn luôn có những cái sự kiện đó thôi. Chúng ta cứ học cứ hành, rồi chúng ta cũng sẽ thành tựu thôi.
Chúng tôi xin chia sẻ quý vị một vài lời Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Hòa Thượng Thầy Sư. Thưa quý vị, chư Hòa Thượng Thầy Sư chia sẻ vừa rồi rất là thú vị, đặc biệt rất là thú vị trong đời sống. Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng mình đôi khi đừng quá tin vào sự tính toán, đừng quá tin vào cái tài, mà chúng ta nên tin vào cái phước. Nên tin vào cái phước. Vì chỉ cần cứ làm những cái việc tam bảo. Chúng tôi trong cuộc đời, kể cả cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, khi chúng tôi bắt đầu làm, chúng tôi không có tính toán đâu. Là chúng tôi nghĩ rằng mình mong mình chia sẻ Phật Pháp phần nào, và mong chư Tăng có thể tiếp tay, mong Phật tử tiếp tay, và rồi cũng duy trì được. Chứ thật ra thì có rất nhiều người bàn ra bàn vô đó, làm sao mà dạy Phật Pháp trên online được. Thế này thì kia rồi, mình cũng hai mấy năm rồi, thì chuyện vô cũng bị bất cứ việc gì. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Hậu Giác, Hòa Thượng hay nhắc là mình đừng có quá tin vào cái tài, mà tin vào cái phước của mình. Rất rất là cần. Thì tôi Tư Quyền ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa Hoàng Nghĩ chia sẻ thêm với Phật tử. Thượng Tọa Tư Quyền cũng trong đề tài mà chúng ta đề cập đến Đức Thế Tôn, Ngài làm một quyết định trọng đại là rời khỏi Hoàng Cung. Mặc dù lúc đó Ngài chưa biết là sẽ đi đâu, về đâu và sẽ tiến đạt điều gì, nhưng mà Ngài làm quyết định rất là quan trọng. Và Hòa Thượng Từ Siêu cũng đã chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là cá nhân về chuyện phước trí tâm linh, là đôi khi hãy mình có cái niềm tin vào cái phước của mình, thì dù là công việc nó khó nhưng mình cứ mạnh dạn bắt tay, và rồi từ từ đâu vào đó. Thì Tọa Tư Nguyên có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của Thượng Tọa trong đời sống tu không? Mình trải qua rất là nhiều, từ công việc tu hành cá nhân đến Phật sự cho đến chuyện xa gần, thì Thượng Tọa có cảm nhận một cái trạng thái phước trí tâm linh mà Hòa Thượng Từ Siêu đề cập không? Kính cung trình Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bức Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, thưa đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Lãng Tịnh Tọa Minh Hạnh. Đức Từ Bi Lũ Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Bây giờ kính bạch ngài Hòa Thượng cùng đại chúng, thì có thể nói rằng chúng con mới vừa kết thúc cái lễ Vây Sắc cách nay khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Và sau khi kết thúc lễ Vây Sắc thì xong rồi chúng con phải cử hành cái lễ Uposatha, xong bây giờ chúng con xuống thì không vào ngay. Xin sám hối với ngài bởi vì vướng vào ngay cái thời gian này. Thì nói về phước trí tâm linh thì cũng là Hòa Thượng, thì con có một điều thì có lẽ con không được như Sư Phụ Tỳ Siêu, nhưng mà con không bao giờ mà con thấy người ta cất chùa to Phật lớn, người ta như thế nào vĩ đại, mà con lại phải nói rằng người này như thế này nọ. Con nghĩ rằng nếu như mình có cái tâm thật mà mình lo thì nó được ở đó. Con tin rằng cái phước của Phật và chúng ta có cái tâm phò trợ, có cái tâm thúc đẩy, có cái tâm quyết định cao thì nó sẽ thành tựu, mà chúng ta mà làm bằng cái thật thì nó sẽ thành tựu. Cho nên ở đây cái phước trí tâm linh này nó rất là quan trọng. Chúng ta tạm gọi là phước trí tâm linh này như điều mà phải nói rằng là nó sớm hay muộn. Bởi vì làm sao mà không có ai trên cuộc đời này mà cao cả cho bằng cái phước của Phật được. Cái ân đức nó vô lượng, nó vượt ngoài thời gian không gian. Khi tâm của chúng ta hướng tới là nó được. Nó được ở đó chính là phước của Phật. Và cầm một chút nữa là mình đừng có bị những cái nghiệp mà chướng nghiệp đối với vị thực hành đó, đối với con người thực hành đó. Đừng có gì một cái vụ lợi, đừng có gì một cái tâm mà tánh sẽ được. Dầu cho quý vị một cái thất, một cái chùa ở nơi hang cùng ngõ hẻm, ở nơi đó là núi non, nơi đó là rừng rậm, nhưng cũng vẫn thành tựu à. Nó lớn hay nhỏ là do cái vị ấy có cái tâm mà xây dựng từ đầu, kiến thiết từ đầu, và cái sự chịu đựng, cái sự vượt qua. Và do cái, đây ở đây nè, cái sự chịu đựng, cái sự vượt qua và cái phước duyên của vị đó nó có đủ hay không.
Chúng ta không thể so sánh đối với các vị mà ở dưới Khmer người ta xây dựng cái chùa nó qua 3-4 đời trụ trì. Bởi vì hoàn toàn chúng ta có thể nói đối với các vị trụ trì đó, chứ làm việc nó mang tính tức là đối phó, hay là làm việc mang tính khi mình có trách nhiệm đơn khi đó, thì cái dồn tâm, dồn sức, dồn lực mà để mà cống hiến, cúng dường cái thể xác này để phụng, để làm việc vừa xây dựng vừa tu hành, thì con nghĩ rằng là chắc chắn là được. Và chính cá nhân con cũng vậy. Hồi xưa lúc mình nhỏ không có một cái chút xíu gì. Nó chi tiền bạc thì cũng có quan tâm, cũng không biết được bao nhiêu, mà cầm tiền được bao nhiêu, nó có chút xíu là làm. Con nhớ rằng là có những lúc mà xây dựng lớn đầu tiên, con là một những vị sư trẻ, coi như là ngoại truyền ngoài ra sư phụ sư giới đây, chứ con là một vị sư trẻ đi đầu trong chuyện mà xây lớn xây to mà. Con nó phải xây lớn xây to, cái tâm mình phải mở chứ, ngồi cứ nhóm mà không đủ chỗ ngồi nữa thì làm gì. Mình cứ xây to đi, rồi hôm nay thì nó ít người, ngày mai nó nhiều người. Cái tâm con nó nghĩ như vậy đó. Con còn nhớ hồi đó sư Thiện Minh đó, nói một câu, mà nhờ sư Thiện Minh nói câu đó mà con cũng quyết tâm, mà con đã thành tựu. Không hô á, lúc mà con ở Kỳ Viễn, hô sư tôi nghe sư tính xây chùa to lắm, mà vậy thời sư một năm sẽ làm bao nhiêu cuộc lễ, một năm sẽ làm cuộc lễ dân y không à. Ở đây người ta có sám hối, đây người ta có cái này nọ, cái con mới nói với bà thủ tượng, con mới nói với sư Thiện Minh đó, con nói với sư nghe nè, những cái gì mình nghĩ ngay hiện tại này mình quá cục bộ, và sư biết làm sao mà sư biết ở đó nó không có cái điểm sinh hoạt, là do người ở đó chứ không phải là do cái nhân sự, là do cái duyên ở đó. Cái lời đó con nghĩ sau này con về, khi mà con học xong, con còn nhớ rằng sư trưởng nói với con nè, của sư Tự Quyền ở Quảng Nghiêm hả, nói dạ con đi đi về về, thì sư trưởng bắt đầu, sư trưởng nói, khi nào sư về hạng Quảng Nghiêm thì Quảng Nghiêm sư mới lo được. Thì nói dạ con hiểu. Sau khi học xong chừng 6 tháng sau, khoảng chừng 1 năm sau, con đi về Quảng Nghiêm mãi cho tới ngày hôm nay. Giờ con bắt tay vào việc và bắt đầu con dạy dỗ các chú nhỏ, mà con là một trong những vị sư trẻ cũng là nuôi với trại với tự nhỏ đầu tiên. Con nói như vậy sau cái thời của sư trưởng, thời của sư phụ giới xong là tới con thừa đầu tiên đó, nuôi rất là đông, rất là nhiều. Và sau đó cũng có tiền bắt đầu con xây, cái chính con xây dựng, và sau nữa bắt đầu con xây dựng trên cái đạo tràng tu học mà dạy học Phật pháp cho họ. Và Bạch Hòa Thượng là hiện nay con cử hành lễ đó, có Phật tử xa cũng được, mà Phật nội chứ Phật tử gần của con, tức nội bộ, tức là Hàn Quốc nội của con đã đủ làm lễ. Tức là một lần sám hối như vậy được 30-40 người, mà cứ lúc nào cũng như vậy. Con thỉnh các vị pháp sư giảng cứ như là khai mở pháp hội. Mà cái điều này, con nói gì điều này, con nghĩ rằng sư phụ Tệ Siêu sẽ rất là hoan hỷ. Bởi vì bạch sư phụ là cũng có người khai mở, cũng kế thừa, cũng phát dương quang đại, chứ không phải là sư dạy đi ra rồi các vị trở về chỉ làm trụ trì không, hay là pháp sư chỉ là ở điểm đàn nào đó mà nó sẵn. Ở đây là con tự con khai mở ra luôn. Và chủ nhật học giáo lý, thứ bảy học giáo lý, rồi vào cái ngày rằm, vào cái ngày rằm mùng 1 họ đến, họ buổi sáng họ đến thọ giới, rồi họ ngồi thiền, rồi xong họ đã bát cúng dường. Coi như là 6-7 năm nay là như thế, 7 năm nay, 8 năm nay là đã mở cái thuyết pháp sám hối. Và chủ nhật hàng tuần buổi sáng, buổi chiều họ vô, họ quét dọn lau chùi tất cả những cái Phật sự lao tác trong đó, có chuyện gì là Phật tử họ lo. Thì con nghĩ rằng bạch sư phụ là bây giờ mình quyết chí tâm linh cũng là đúng chứ, nhưng điều tất cả là cũng do cái duyên nơi đó. Và mình phải có cái tâm, phải có cái tâm đứng ra mình lo lắng và mình phụng trì, phụng sự mình hoàn pháp thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Dù lớn dù nhỏ gì cũng vậy, mà có cái tâm để hộ pháp, để có tâm mà hoàn pháp, để có cái tâm cống hiến, thì con nghĩ rằng chắc chắn sẽ được.
Và thì đây chính là cái sự suy nghĩ của con là vậy. Và cũng phải nói rằng cũng hôm nay là ngày khánh đản, cũng là ngày coi như là Vesakha Puja, con kính cúng dường đến Đức Phật những cái công đức nào và cao cả nhất đã được làm, và cũng như là cái sự tu học, và đặc biệt tức là kính cúng dường đến các vị thầy đã quá vãng, cũng như là vị thầy còn hiện hữu, và chính là sư phụ Tỳ Siêu, cũng như là hòa thượng Giác Đăng cũng vậy, tức là xa gần lớn nhỏ cũng có cái những cái sự dạy dỗ, những sự nhắc nhở, cũng như ngày khánh đản này, con mong rằng chúc chúc nghị vị sư phụ lại và sư thúc có nhiều sức khỏe để tiếp tục và dạy dỗ chúng con tiếp tục trên con đường quần pháp. Và chúng con nghĩ rằng con đã cố gắng hết sức mình, cũng đã làm cho những gì mà sư phụ cũng như sư thúc dạy để kế thừa, để mang mạch của Phật pháp, và mong rằng tương lai con sẽ cố gắng sẽ đào tạo, cố gắng sẽ thực hành được tốt đẹp hơn nữa. Và con kính chào quý ngài, kính lễ quý ngài và kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Phật thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Sa thú kính trình thưa đại tự quyền, bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta không bao giờ có thể chiêm nghiệm về một vị chánh đẳng chánh giác trong một ngày một buổi, nhưng mà năm dài tháng rộng và trong nhiều nhân duyên khác nhau, chúng ta học mỗi lần một chút thì có rất nhiều bài học lợi lạc mà chúng ta học được từ đạo sư của mình. Hôm nay khi mà chúng ta chiêm nghiệm về con đường thoát tục của một vị đại Bồ Tát, thì thưa quý vị, rõ ràng là có những điều mà chúng ta rút tỉa học hỏi ngay cho cuộc sống thực tiễn. Rất là tri ân Hòa Thượng Tỳ Siêu đã dành thời giờ, mặc dù bận rộn ngày khánh đản, đã vào để cho cái chương trình sinh hoạt hôm nay được hoàn mãn, và cũng như sự góp phật của Thọ Tuyên Việt. Mong tất cả chúng ta những phước báo của việc tu, việc học, tất cả những phước hạnh lên Đức Thế Tôn để hoài niệm và cảm nhận một cách sâu xa cái thâm ân hóa độ của Đức Phật. Và thưa quý vị, chúng ta cũng phát nguyện do cái duyên lành này mà đời này cho đến khi chúng ta giải thoát, bất cứ lúc nào, nếu gặp được Phật hay lời dạy của Phật, Phật hiện tại hay là Phật tương lai, giáo pháp hiện tại hay giáo pháp tương lai, thì chúng ta đều luôn mở lòng ra, và chúng ta có đủ sự cung kính, có đủ sự lắng tâm, có đủ cái sự sáng suốt để nghe, để hiểu, để áp dụng và để thành tựu những gì mà chư Phật truyền dạy. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai, cũng với một cái loạt những ngày trong mùa khánh đản Phật lịch 2566. Xin kính chúc tất cả quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lên thi, chúng con thành kính cho Hòa Thượng Giác Đẳng. Sa thú lên thi, con Mita Benya thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa quy hiệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đạo cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm